Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai gia đạo Phật. Recording in progress. Đạo tràng trên không trung chúng ta, các cháu nhỏ giỏi lắm nha, nít đồ mà lễ Phật mà có khi những Đức nghĩ người lớn có khi cũng chưa chắc bằng. Như bé Linh chắc 4 tuổi không ta? Chắc chừng 4 tuổi, 5 tuổi. 4 tuổi. Thật sự quý vị là nếu như có những người mà đã từng xuất gia và ít bao giờ lễ Phật, chắc chắn sẽ lễ không bằng cháu. Mình nói đây không phải là nêu quá đáng, vì chính những Đức thấy các cháu lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn lại, bữa sau cháu đi lễ bình thường, lễ Phật bình thường. Ở đây không phải là gọi là một đứa nít mà nó đi theo mình lễ bình thường đó quý vị, mà là chủng tử thiện căn nó không đơn giản. Nhiều đứa nít khác dễ gì bắt nó lễ Phật được, lễ dày lễ chạy mất tiêu. Đó là thiện căn á. Những đứa tin rằng là ba mẹ của cháu lễ khi không bằng cháu. Thấy ông ba ông lễ một chút đi sửa điện thoại hoài là biết. Nó có nghĩa là cái thiện căn, cái chủng tử nó không đơn giản. Nít thì nó nhỏ, thì nó nhỏ nhưng mà cái thiện căn của nó dày, không phải đơn giản đâu. Nhưng mình không bằng cháu là do gì? Mình đi, mình gặp trễ. Cháu nó gặp sớm quá là do gì? Cái nhân duyên. Cái nhân duyên, ví dụ như mấy đứa nít này, nhân duyên nó ra gặp Phật Pháp, gặp Pháp Môn Niệm Phật đó, lâu. Nên từ nơi đó khi mà người ta tái sinh lại cái, người ta tiếp nhận liền, không đơn giản. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng có một câu, ngày nói rằng cái câu Phật hiệu này đâu phải ai cũng nghe được đâu quý vị, nói chuyện giỡn à. Bây giờ hơn 2.000 gia đình này nè, quý vị để ý rõ ràng không? Có những người trong nhà chúng ta nghe câu Phật hiệu là họ sợ ma. Có rất nhiều người họ nghe câu Phật hiệu họ sợ ma. Và họ nghe câu niệm Phật họ nghĩ nhà có người chết. Quý vị thấy không? Thấy rõ ràng luôn mà, có nhiều người mà. Nói chi nít mà nó chịu niệm Phật, mấy đứa mà dì tư rồi, mấy đứa nhỏ gái nhỏ nhỏ mà nó niệm Phật lễ Phật. Nhỏ nhỏ rồi đó, con chằng lâm, rất nhiều đứa nít của đạo tràng không chung mình ha. Chịu niệm Phật lễ Phật không đơn giản. Nó chịu nghe câu Phật hiệu đó. Nghe câu Phật hiệu này là một cái sự quân tập của nhân duyên không đơn giản đâu. Người mà không đủ nhân duyên, đây Hòa Thượng Không người nói nghe, không đủ cái duyên nghe câu Phật hiệu sẽ nhức đầu. Nghe câu Phật hiệu sẽ nhức đầu và ngủ không được, và căng thẳng thần kinh, những triệu chứng gì đó. Rồi nghe câu Phật hiệu rất là sợ. Quý vị, họ kêu bị bắt nhỏ xuống, bị bắt nhỏ rồi mà họ vẫn nghe, họ kêu bắt nhỏ đi, bắt nhỏ rồi họ kêu tắt đi, họ ngủ không có được, họ rất là mệt mỏi, họ rất là nhức đầu, nhưng họ nghe nhạc được, nhưng nghe câu Phật hiệu không bao giờ nghe được. Đây không phải mình trách ai nghe quý vị, mà ý những Đức muốn nói nhân duyên thiện căn khác nhau nghe. Còn ai muốn làm gì làm chuyện của người ta, còn mình nói ý là mình nói cái nhân duyên nghe câu Phật hiệu là cái duyên vậy á, cái chủng tử đã nghe lâu rồi. Nghe nhiều lời nhiều kiếp, bây giờ nghe lại thích rồi. À, có giỡn đâu. Nên nơi nào mà Như Đức ở là nơi đó niệm Phật, lớn cái nào Như Đức cũng thích chứ. Không có câu Phật hiệu là Như Đức cảm thấy rất là lạnh lẽo. Đây là thật sự 100% luôn. Nên cái nhà nào mà Như Đức ở là từ trên tới dưới niệm Phật. Quý vị đi đâu cũng nghe câu niệm Phật chứ á. Là tự nhiên Như Đức thấy cái từ trường đó rất là tốt. Còn cái phòng nào không ở cũng để máy niệm Phật luôn. Bước vô phòng nó cũng cảm thấy ấm áp. Quý vị để ý đi, cái nhà quý vị đi làm suốt, quý vị để máy niệm Phật, máy nghe Pháp trong nhà đi. Quý vị gì mở cửa nhà để quý vị thấy cái nhà bị khác hoàn toàn. Mà lúc mà cái nhà đóng cửa đi làm hết mà không nghe tiếng niệm Phật, quý vị để ý quý vị liền à. Đó, nên từ nơi đó mà cái bậc niệm Phật và nghe câu Phật hiệu là một cái quân tập. Và một đứa con nít từ khi mới sinh ra, hoặc từ khi trong bụng mẹ thôi, mẹ đã niệm Phật, nó thành hình chủng tử cho cháu trong bụng luôn. Khi sinh ra là nó nghe câu Phật hiệu nó thích. Cái nghĩa là tạo cái thiện duyên này còn hơn tài sản để lên cho các cháu.
Vì tạo cái thiện duyên cho các cháu. Nên cô giáo Lưu Tú Văn có nói một câu: cô có hai đứa con, mỗi đứa cô để là một câu A Di Đà Phật. Nếu mà các con chịu tiếp nhận thì một câu Phật hiệu này sẽ giúp con thành tựu thật sự sự nghiệp thế gian và sức thế gian. Cô giáo Lưu Tú Văn cô nói rõ ràng luôn. Mà những đức phải công nhận luôn, câu Phật hiệu này hay dữ lắm luôn á. Rất là hay luôn. Nếu như ai mà cảm nhận được thì tuyệt vời luôn quý vị à. Không biết làm sao á, không giải thích được đâu. Pháp tuy đơn giản mà vô cùng phi thường. Pháp tuy bình thường mà thật sự khó giải thích. À, chỉ có cái người tu thật sự cảm nhận được cái pháp này. Quá thù thắng luôn. Những đức nói bây giờ người ác cỡ nào mà nghe được câu Phật hiệu đó là chủng tử. Người này nhất định sẽ thiện. Người thiện cỡ nào đi chăng nữa mà không được nghe, không chịu nghe câu Phật hiệu này là nói cho vị nghe con ngược lại. Chứ không đơn giản đâu. Chứ quý vị nói mà nghe câu Phật hiệu được mà mình nói người ta ác, không bao giờ ác. Họ đã nghe được câu Phật hiệu là họ không bao giờ ác, quý vị chờ xem. Còn người có thiện cỡ nào mà nghe câu Phật hiệu mà nhức đầu ngủ không được là quay ngược lại. Vì cái chủng tử đó không có là nó quay ngược lại liền. Vì chỉ có tự tánh Phật hiển lộ thì con người ta nó mới giải ngộ được những cái trong cuộc đời này. Còn nếu có thiện cỡ nào thì nó vẫn đi vào cái mà chúng ta cùng đường lạc lối. Đó. Nên câu Phật hiệu này mà chịu nghe là đặc biệt lắm á. Nên quý vị biết rằng là chiếc máy niệm Phật mà như Đức đang đeo nè, cái sự lợi ích của chiếc máy niệm Phật này cực kỳ lớn luôn. Nếu như mỗi một người tu tịnh độ mà quân tập cho mình nghe niệm Phật, đi mọi lúc mọi nơi chỗ nào cũng nghe câu Phật hiệu được thì không đơn giản chút nào. Đây là một phương pháp đặc biệt tuyệt vời, quý vị biết nhớ nghe. Quý vị nói rằng cái tiếng niệm Phật là người nào cũng có thể thu âm được hả? Không phải như vị nghĩ đó đâu. Chính bản thân những đức thấy nè, 100% những đức nè thấy nè là làm luôn nè quý vị. Một vị tu mấy chục năm giờ luôn, chính những đức làm mấy nè, làm cho vị này 3.000 chiếc máy niệm Phật. Quý vị tin không? Khi tặng chiếc máy của vị này cho người khác, người khác dị tình đeo 5-7 cái thôi, 5-10 người được tặng thôi, không bao giờ dám bật tiếng niệm Phật. Chính những đức hỏi luôn, hỏi: ủa sao đeo mà không bật tiếng niệm Phật? Nói không, cái tiếng niệm Phật này bật lên rất sợ. Nói đơn giản ha quý vị. Đây là 100% và máy đó để luôn suốt mấy năm chờ, không tặng ai được hết. Vì nói chuyện đơn giản hả? Vì nói chuyện cái tiếng máy niệm Phật là ai cũng thu âm và đi tặng những người khác dễ lắm mà. Không phải đâu. Thì biết Hòa Thượng Tịnh Không ngày rất tán thán cái việc đeo máy niệm Phật. Thì nghe kỹ đi, ngài rất tán thán cái chuyện đeo máy niệm Phật. Nên cái tiếng niệm Phật của ngài người ta chịu nghe. Cái người nào mà thu âm điệu niệm Phật là người này phải thật sự thích niệm Phật, thật sự thích nghe niệm Phật và thật sự đeo máy niệm Phật. Từ nơi đó thì phổ biến rộng ra thì người ta mới chịu nghe cái tiếng niệm Phật này và chịu đeo cái máy niệm Phật của cái tiếng người này. Còn nếu không có nhân duyên này, quý vị có làm cái máy niệm Phật tặng người, người nhận vẫn không đeo, không chịu nghe cái tiếng của quý vị. Không phải nói hay hay dở trong đây nghe. Thì phải nhớ á, có một tiếng niệm Phật của một vị này rất nổi tiếng, nhưng không bao giờ ai dám đeo cái máy niệm Phật này đi đâu. Vì khi đeo cái máy niệm Phật này là người ta sẽ nói có người chết. Nhưng chỉ có người chết, nơi người chết thì mới để cái điệu niệm Phật này thôi. Cái điệu niệm Phật này không ai dám đeo đi đâu cả, chỉ có để nơi bàn thờ của người chết. Nó thành một mô hình luôn từ đó tới giờ rất lâu. Đây là rõ ràng luôn đó. Nên quý vị biết rằng nhớ nè, cái tiếng niệm Phật của cái người mà phổ biến niệm Phật duyên dày với chúng sanh, người ta mới chịu đeo cái tiếng niệm Phật của cái máy đó. Vì nói chuyện đơn giản hả? Không làm cái tiếng niệm Phật của mình đem tặng cho người ta, không có đâu, không có đeo đâu. Nó nên từ nữa đó, dù họ có nổi tiếng gì cái môn khác nhưng họ đã không chịu nghe có Phật hiệu hoặc là họ không phổ biến cái môn đó thì bị làm cái tiếng của họ không bao giờ thành công. Người ta sẽ không chịu nghe. Bởi vì biết cái tiếng niệm Phật như đứa không có hay. Nhưng mà cái đặc biệt là những đứa cái duyên cái chúng sanh rất là lớn. Vì cái chuyện máy niệm Phật này, bị biết những đứa tặng cỡ nào chưa? Máy niệm Phật, đèn bông sen, năng lượng niệm Phật, máy nghe Pháp, bị biết những đứa tặng đến mức nào chưa? Những đứa nói bảo đảm với vị, từ xưa tới nay chắc là những đứa chỉ thua Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không.
Còn nếu mà nói về máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen, năng lượng niệm Phật mà để tặng và phổ biến, những đức nó bảo đảm những đức không thua ai hết. Cái số lượng nhiều không tưởng tượng được, quá nhiều luôn, đúng không? Cái sự phổ biến đó nó không đơn giản đâu quý vị. Duyên nó tới có đứa con nít mà nó còn nghe được mà. Mà ngộ tại cái tiếng niệm Phật của những đức, người ta nghe người ta lại không sợ ma. À, ngộ là tại vì cái tiếng niệm Phật của những đức là khuyến quý vị niệm Phật và vui, nên người ta thích đeo là vì vui. Tiếng niệm Phật những đức không phải là chết. Ừ, đó là những đức phân tách rất là rõ ràng cho quý vị nghe nghe. Nó chứ không phải cái chuyện quý vị thích người nào đó là vì làm chiếc máy niệm Phật của người đó để phổ biến đâu, không dễ đâu. Đó là quý vị phải biết cái nhân duyên để mà mình độ sanh, biết cái nhân duyên để mà mình giúp mọi người, chứ không phải là theo cái cảm tình mà của mình đâu. Nó nên những đức nói hiện tại bây giờ nghe, những đức nói cho vị nghe hiện tại bây giờ nè, người nào chỉ cần qua nước ngoài được mà người đó phổ biến máy niệm Phật nghe, những đức sẽ đem cái mô hình từ đó tới giờ những đức làm, những đức giới thiệu cho quý vị. Quý vị biết cái sự phổ biến máy niệm Phật của những đức nó nhiều cỡ nào chưa? Mà máy niệm Phật thì nó xài một thời gian nó sẽ hư. Đèn bông sen để bàn thờ thời gian cũng hư. Năng lượng niệm Phật từ từ cũng hư. Thì bây giờ quý vị dính vào chỗ đó nhưng phải làm chuyên nhất. Phải làm chuyên nhất thành một mô hình. Những đức nói với quý vị biết, cái này cũng là cái tuyệt vời để tiếp tục phổ biến rộng ra cho người người có chiếc máy niệm Phật. Quý vị rất nhiều người, người ta rất thích chiếc máy niệm Phật nhưng người ta không biết đặt ở đâu. Nhưng có khi đặt một chỗ nào đó thì người ta lại có nhiều điệu niệm Phật ở trong đó. Mà có những người từ xưa giờ người ta rất quen, cái máy của mình là chỉ có một âm điệu, người ta rất thích luôn. Nên bây giờ nhà Đức nói ví dụ như anh Việt Đăng Châu phải không? Anh đó anh thường đi làm máy á, không? Nó trở thành một địa điểm đặt máy niệm Phật. Về anh chia rộng ra cho nhiều địa điểm, rồi bắt đầu phổ biến rộng ra. Thật sự mà nó mình đặt xong khắp nơi nơi người ta đặt, mình phổ biến số điện thoại ra, người ta đặt, người ta đi tiếp tục đi tặng như năm xưa, tiếp tục phổ biến ra. Từ từ nó lan tràn, cái máy niệm Phật này rộng ra tiếp tục, nó nói tiếp, nó không bị gián đoạn. Chiếc máy niệm Phật này quý vị biết rằng là có một lần bà cụ này bà tặng cho một đứa cháu nhỏ đeo chiếc máy niệm Phật. Có một lần như Đức kể câu chuyện này nhiều lần mà, chính bà lại kể nhưng Đức nghe rằng đứa cháu nhỏ này đi lỡ một cái chỗ vắng vẻ, đứa cháu nghe rằng là có người nói xô nó đi. Thì có một người khác mà phản âm nói rằng đừng xô bé này, vì đứa bé này nó đeo máy niệm Phật. Có một cái cô này có lần cổ buồn, cổ định tự tử, cổ chết. Tự nhiên cô nghe văng vẳng bên tai của cổ, nghe gì? Cái tiếng niệm Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Tự nhiên cô nghe cái tiếng niệm Phật đó, tự nhiên cô nghe một cái, quý vị biết rằng là tự nhiên trong lòng của cô nghĩ là rằng ủa tự nhiên sao mình tự tử chết chi ta? Nghe có vật hiệu ta nghe quý vị. Tự nhiên tỉnh rằng là tại sao mình đi tự tử, không tự tử liền. Thì một thời gian ngắn thôi, có người đem một chiếc máy niệm Phật tặng cho cổ chiếc máy của mình, và cũng nghe cái điều niệm Phật y rang như cổ đã từng muốn tự tử mà nghe cái tiếng niệm Phật đó. Không đơn giản đâu nghe. Tại vì cái tiếng niệm Phật những đức quá phổ biến rộng rồi. Từ mồ mả rồi từ chỗ khúc vắng. Thì biết bây giờ những đức đi ra ngoài quý vị, cho gì biết, những đức đi, những đức nghe tiếng niệm Phật của những đức hình như chỗ nào cũng có. Những đức đi đến cái chỗ thôn quê nha quý vị, nhà người ta để cái năng lượng niệm Phật ngoài trước cổng. Đây là những đức đi thấy rõ ràng luôn, những đức công nhận thì cái sự phổ biến máy niệm Phật, năng lượng niệm Phật của mình nó quá nhiều. Ta tự nhiên đang ngồi ăn cơm chay ví dụ đi, tự nhiên thấy một cái người què, một người có tật, người mù mà đeo chiếc máy niệm Phật. Có nhiều Phật tử mà tự nhiên đang ngồi đeo cái máy niệm Phật, có những người đi ngang đấy, ai đeo cái máy niệm Phật thầy đức gì vậy không? Thì biết cái sức mà phát triển máy niệm Phật của mình nó quá nhiều. Nó quá nhiều luôn quý vị à. Có một cái anh này nghe quý vị, anh chạy xe lăn, hai chồng còn trẻ lắm. Anh này anh rất là quý mến những đức từ xưa tới giờ, 7-8 năm anh chạy xe lăn, lăn mà lăn đường quý vị. Anh đeo chiếc máy niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật chứ, thì biết không? Mà cái anh này anh kể rất hay, đúng là cái người niệm Phật tuyệt vời ghê. Anh chạy xe lăn rồi có thời gian thì anh chạy thêm xe tải mà chở hàng cho người ta đó quý vị. Anh nói rằng khi chạy chở hàng đó, chạy theo tài, mà tài xế họ rất khó tính. Họ chạy ngoài đường họ rất sân si, họ rất khó tính. Có nghĩa là chạy tài mà ai cũng chạy tranh thủ để mà cái tài mình đến, để mà một ngày được nhiều tài thì mình có điều kiện thêm để lo cho vợ cho con với gia đình. Chạy ghê lắm, bất chấp mạng sống để chạy, bị biết mà, xe công rồi đó.
chạy không tưởng tượng được. Họ mà chạy mà trước mặt, mà ví dụ như mình chạy xe Honda trước mặt họ, họ bóp kèn quý vị mà không bình tĩnh có chừng quý vị nhảy xe luôn. Kinh lắm, chạy lùa mình, quý vị thấy mà, kinh lắm. Nên cái người mà chạy xe đừng nên chạy như vậy. Đó là làm cái sự sợ hãi cho người khác. Mà đã làm cho người khác sợ hãi rồi, mình bị ảnh hưởng cái phước đó, chứ không phải giỡn đâu. À, ảnh hưởng cái phước lớn lắm. Thì quý vị biết rằng là anh lúc nào cũng đeo chiếc máy niệm Phật, mà anh nghe những đức nói chuyện mà anh rất hoan hỷ. Mỗi lần mà chiếc xe mà nó chạy ngang mặt anh nghe, nó quay lại nó kênh anh gì nè, anh nói rằng chỉ cần mình ở trong mà mình cái miệng mình nó nói gì thôi nghe, là nó tưởng nó mình chửi nó, là nó ngưng xe rồi nó quất mình liền. Quý vị biết rằng anh nói rằng là riêng anh là như thế nào, mỗi lần mà nó chạy ngang anh, nó quay nó nhìn anh cái là anh chắp cái tay làm nè, là tự nhiên nó ngừng xe chậm lại, nó cho anh chạy qua. Có nghĩa là anh nói, có nghĩa là lúc nào gì nó chạy mình ép anh là anh quay lên nhìn, anh không nói một tiếng gì chứ, mà anh chắp tay làm nè. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Cứ chắp tay làm gì đó, gì mà nó ngộ tay, nó nói là, có nghĩa là anh nói là nó không bao giờ làm cái gì anh chứ á. À, có một lần mà anh cũng chạy thêm xe lăn đường quý vị. Tự nhiên cái xe này nó thắng sao quý vị. Cái xe này nó úp xuống dưới cái hố. Mọi người tưởng đó là anh chết queo tại nằm trong chiếc xe. Anh đeo máy niệm Phật lúc đó nó úp ngang cái, anh nói trong tâm tư anh nói rằng thôi chắc mình chết rồi. Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì cái máy niệm Phật vẫn còn niệm, thì anh niệm theo chiếc máy niệm Phật quý vị biết. Nó úp ngang một cái, tự nhiên anh nằm lọt trong chiếc xe. Người ta lấy chiếc xe ra, anh nằm gọn ở trong đó. Anh đứng lên đi ra ngoài, không bị một cái gì hết. Quý vị biết rằng là cái vụ mà đeo máy niệm Phật này mà nghe niệm Phật mà đi dọc đường chỗ này chỗ kia nghe, cảm ứng là không thể nào mà nghĩ bàn được, cực kỳ thù thắng luôn. Nhất là người già, vì cái vô thường mình đến bất tử và chúng ta sẽ gặp sự cố bất tử. Vì người già đi hơi bất tử, cái máy niệm Phật này hay lắm nè. Đi đâu cũng nên đeo và tập đeo thành thói quen luôn. Lỡ bất chợt ví dụ như mà nó sụp hầm sụp hố gì đi, hoặc là nó gặp sự cố, có một cái cô mà trên thành phố có nói rằng là cổ không biết lỗi, cổ đi về quê thì cổ đi cổ đeo máy niệm Phật nè quý vị. Cô đeo máy niệm Phật đang bắt bình thường nè, cô té xuống cái hầm mà cái hầm nó rất là sâu, nó lúc đầu cô luôn. Mà ngộ thay khi cô té xuống, tự nhiên nó chỉ có ngang đây à, nó vừa ngang cái máy niệm Phật à. Tự nhiên cô đi vô, cô lội vô bờ. Nhưng khi cô lên bờ, cô lấy cây cô thọt xuống thì nó rất là sâu. Thì quý vị biết cái câu chuyện mà cái ông mà ổng té xuống biển, mà quý vị biết rằng chỉ có một câu Phật hiệu thôi mà mấy ngày mấy đêm mà cá nó ghỉa đồ mình mấy ông một số chỗ, nhưng mà ông không chết, quý vị thấy không? Nắng đến mức mà nó cháy da ông luôn, chỉ có câu Phật hiệu. Mà đó là người chưa phải là niệm Phật cầu sanh cực lạc, chỉ biết niệm Phật thôi. Trong lúc đó chỉ có niệm Phật để cầu cứu Phật thôi, thấy chưa? Nên có một câu ở trong Nhật Mộ Đồ Viễn có câu nói rằng: khi chúng ta gặp sự cố trở ngại trong cuộc đời chúng ta, người thân nào, ai là người sẽ giúp ta? Khi ta gần chết, ta nhìn người xung quanh, ai là người sẽ giúp ta? Chỉ có A Di Đà Phật giúp ta thôi. Còn tất cả người xung quanh chỉ nhìn đau lòng khóc thương, không giải quyết được vấn đề cho ta. Nên quý vị biết rằng phổ biến cái máy niệm Phật này hay dữ lắm nè, thấy không? Mà phổ biến phải có một cái tấm lòng kìa, chứ không phải theo cái cảm tình đó quý vị à, để phổ biến đâu. Mà phải biết được là nhân duyên của người nào, cái tiếng người nào người ta thích, người ta thích, chỉ cần lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải là dị tình, không phải là theo cảm tính. Không phải là hôm nay thích người này thì đem ra, ngày mai không thích người này thì đưa người khác. Không phải cái tính này đâu. Cái người mà cái tâm đem pháp thí đi đưa đến tay cho người ta, dù là mình có thêm tiền lời chút, nhưng mà cái tấm lòng mình phải biết rằng là đây là cái chuyện nhìn nhân duyên người ta mà phổ biến cho người ta, để chúng sanh được lợi ích. Tâm này mới là tâm lớn. Thế vì tâm này mới là tâm lớn. Nên trong thời điểm này, những đức nói rằng ai mà làm chiếc máy niệm Phật này mà phổ biến thì những đức giới thiệu dùm cho quý vị. Những đức từ hôm nay không làm nữa. Không làm nữa. Tại vì sao? Vì những đức thấy mình bây giờ mình lo tu ổn định nhất, còn cái máy niệm Phật này để gián đoạn uổng quá. Chứ cái lượng Phật tử bây giờ nó quá đông, trong nước ngoài nước. Chỉ cần người ta đặt là người ta sẽ đi rải rộng ra giới thiệu cho lợi ích cho chúng sanh. Một chiếc máy niệm Phật như vậy thì mình nghe mình lợi ích, chúng sanh nghe lợi ích, hương linh nghe lợi ích, quán thân giới chủ đi theo mình nghe lợi ích, nơi nào cũng được lợi ích. Duyên tự nhiên mở rộng vô cùng lớn, phạm vi mà để cho chúng sanh nghe lợi ích rất lớn, ruồi mũi kiến gián cũng được nghe. Nên trong gia đình mình để máy niệm Phật là những chúng sanh từ ông bà cha mẹ mình mà đã từng mất đi chết
đầu thai làm súc sanh ở trong nhà mình, có khi cũng nghe được có Phật hiệu, mà nhờ có Phật hiệu này mà có khi cũng được siêu thoát luôn. Cái chuyện mà trong nhà để máy niệm Phật là ích cực kỳ lớn, quân tập một cái thiện căn cho mình để thành quen, khi sau này cận tử nghiệp nghe tiếng niệm Phật không bị nhức đầu, không bị nhức đầu. Nên quý vị mà khi mà bật cái điệu niệm Phật của ai lên mà người ta nghe người ta sợ đó, người ta nghe người ta sợ cái tiếng niệm Phật đó, hoặc là người ta nghe người ta ớn, quý vị tin không? Có những cái nhân viên bị bật điệu niệm Phật người ta sẽ tập trung gì, nhưng có những loại niệm Phật, cái tiếng niệm Phật mà bật lên người ta sẽ tránh xa luôn, người ta nghe là người ta đi mất tiêu luôn. Đây là chính những đức đã thấy hết rồi. Chứ không phải là nói niệm Phật là tốt rồi đụng tiếng niệm Phật nào cũng bật đâu. Như những đức nói cái tiếng niệm Phật mà người ta nghe là người ta nghĩ là có người chết á, quý vị thử đi lại cái chỗ nào mà đông đông người bị bật lên thử đi, người ta sẽ không nghe đó. Nhưng mà khi có người chết để bàn thờ thì được, đó thì được. Còn cái tiếng niệm Phật những đức thì đeo trên cổ được, tiếng Hòa Thượng Tịnh Không đeo được nghe, tại vì ngài phổ biến chỗ này. Ai mà đã phổ biến chỗ này có nhân viên niệm Phật là tự nhiên cái tiếng niệm Phật của người đó người ta chịu liền. Nên từ nơi đó mà quý vị phải nhận thức được sâu sắc cái lợi ích của đeo máy niệm Phật và cái lợi ích của niệm Phật và quân tập nhân viên dày. Nên những đức nói những người trong cái trang Zoom này mà tu, đây là thiện căn cực kỳ dày, cực kỳ thù thắng, từ người lớn tới con nít. Thiện căn này lớn lắm quý vị. Cố gắng gia đình, ví dụ như bé Khánh Linh rồi đó, cha mẹ con mà tu gì là hạnh phúc lắm nè. Gia đình Trần Lâm rồi nè, bốn người trong nhà tu chung nè, Kim Quy nè, cả gia đình tu hành. Đây là đại diện một số gia đình. Nói là cả gia đình mà tu gì, gia đình quý vị là đại phước báo. Gia đình dì Tư rồi đó, đại phước báo, không đơn giản. Trong cái cõi đời này mà có những gia đình như vậy không đơn giản đâu. Và bây giờ cái cách tu này nó len lỏi từng gia đình luôn. Quý vị đừng bao giờ nói phước báo mà sao nghèo quá. Cho quý vị biết nghe, quý vị mà chịu niệm Phật dù nghèo hạnh phúc trong cái nghèo. Còn nó mà thiếu phước rồi, dù giàu nó vẫn khổ đau trong cái nhiều tiền. Đây là những đứa cũng thấy hết trơn luôn quý vị. Giàu vẫn khổ luôn. Nên cái hạnh phúc nhất là gì? Bình an, biết đủ thường vui nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật.